Rồi, một cái động tác kỹ thuật nữa bây giờ mình sẽ thực hiện là người ta hay gọi là killer crossover. Nó là cái gì? Nó được thực chất nó chỉ là một động tác là between the legs trước xong rồi crossover. Mà động tác này là của Tim Hardaway khi mà thi đấu á, anh ta làm rất là nhanh và rất là hiệu quả. Mà có hai cái yếu tố mà hiệu quả nhất á là thay đổi cái nhịp, thứ hai là thay đổi cái trọng tâm. Thì anh ta lúc nào cũng được đang chậm bình thường vậy, nhanh được chưa? Rồi, vậy giờ động tác chỉ là một cái between the legs và một cái crossover thật là nhanh trước mặt và trọng tâm của mình từ trên cao xuống. Bây giờ mỗi người một quả bóng, chúng ta tập trước cái động tác là between the legs bên phải kéo qua trái, between the legs bên phải kéo qua trái, between the legs. Khi mà mỗi lần chúng ta between the legs á thì cái chúng ta đang hai chân rộng bằng vai, đúng chưa? Muốn hạ thấp trọng tâm thì chân áp xuống crossover, rồi chụp lại liền, một hai, được chưa? Mỗi người làm 2 lần như vậy. Rồi mỗi người làm 20 lần như vậy bên phải trước. Rồi bắt đầu. Ai được cái đó rồi chuyển qua bên trái cũng vậy luôn. Between the legs, crossover. Between the legs, crossover. Between the legs, crossover. Được chưa? Tới đây. 1 2 3. Rồi, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Được chưa? Giống như nãy giờ mình làm. Rồi. Chỗ đây chưa? 1 nè, 2, 3 nè. Chứ phải nhiều người như vậy. 1, 2, mình xuống đây luôn rồi. Mình qua rất là khó. Còn mình vẫn thẳng lưng nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Được chưa? Đi. Rồi, ok. Đi hết đi, đổi lại. Hồi nãy là bên trái trước, bây giờ bên phải trước. Cũng 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dừng ném. Cái đây khi mà mình muốn qua người á là nó sẽ có cái nhịp này, như mình vào hồi nãy cũng muốn dùng động tác lúc nãy chưa. Một nè, hai, ba. Thấy cái hai và cái ba nó khác cái nhịp một. Một là mình tiếp cận người ta, nhịp hai là mình đưa cái người mình qua phải để người ta tưởng là mình sẽ qua phải, và nhịp ba là mình gật nhanh lên. Một nè, hai, ba, mình qua. Được chưa? Một, một, hai, thấp, ba, nhanh. Được chưa? Rồi bây giờ vậy, sau khi cọc ở đây mình sẽ làm như vậy và qua mình dẫn bóng hai bước lên rổ tay trái. Rồi.
hôm nay mình ghê quá. Rồi, qua đây. Đổi qua y hình như vậy. Tấn công qua bên trái trước. Rồi, bắt đầu bên tay phải. Tay phải vào. Crossover. Nó lỗ ở giữa. 1